Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Sau thành công vang dội của Hokage đệ nhị trên khắp mặt trận nhận giới, với những màn drama kéo dài suốt mấy đời trưởng thôn, tên tuổi Tobirama bắt đầu được nhiều người biết đến. Tuy từng được cho là không phù hợp làm Hokage bởi bản tính anti Uchiha, nhưng tôi nói thật, nếu Tobirama không làm trưởng thôn thì làm méo gì có phim Naruto để xem. Dù đã nổi tiếng khắp nơi, nhưng vẫn có rất nhiều thằng trẻ con vẫn không biết cụ là ai, còn hỏi Boruto là ai thì chúng nó lại biết. Hôm nay, mời anh em cùng Bi Huỳnh tìm hiểu về triết lý của Tobirama, tất cả là tại Uchiha. Lưu ý, đây là video hài nhằm mục đích cà khịa giải trí, anh em xem đừng đặt nặng vấn đề lên nhé. Hokage đệ nhị, tên cún cơm là Senju Tobirama, được sinh ra và lớn lên trong thời kỳ chiến quốc, thường xuyên trải nghiệm cảm giác đâm chém, đặc biệt là với đám nhà họ U. Suốt thời thơ ấu, Tobirama luôn khát khao trở thành một người anti Uchiha, kể cả có phải học thủy độn khắc chế hỏa độn của bọn chúng hay bấm like và subscribe cho kênh Bi Huỳnh Senpai, thế vẫn cứ là ok. Sau tất cả nỗ lực, điều gì đến cũng sẽ đến. Tại một trận chiến định mệnh, đệ nhị thể hiện tài năng Pikachu đưa một thành viên Uchiha vào cơn hấp hối. Sau đó, chết. Đó không ai khác chính là em trai Madara đem lại lợi thế cho nhà Senju. Nhưng ở cạnh ông là anh trai chơi thân với Madara, thay vì xin chết kẻ thù, anh trai Hashirama đưa tay và nói: kết bạn với tao. Thế là một hợp đồng liên minh được thiết lập tạo nên làng lá. Dù có ông anh Hashirama làm đệ nhất, nhưng thế đéo nào ông lại hứa trao chức đệ nhị cho Madara thế? Chia sẻ với các trang báo lá cải Việt Nam về vụ việc này, cụ nhị nói rằng: ôi, cái cũ gì đâu, xưa có thằng em sinh năm 96 học bách khoa, nó bảo quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Thế là sau này không biết bằng cách nào, ông ẵm luôn cái ghế trưởng thôn đời thứ hai, buộc cụ ma phải bỏ làng đi bụi. Bởi vì sao? Cụ trưởng tộc nhà họ U tỏ rõ sự không hài lòng về tiêu chuẩn của một Hokage tộc Senju, khi trong mắt cụ phải đáp ứng những tiêu chí như tóc đen, da trắng, môi hồng, cơ bắp sáu múi cuồn cuộn, mũi cao phải có 7 phần lạnh lùng, 3 phần ấm áp, cười một phát là vạn vật cúi đầu. Nhưng đây là anime chứ không phải phim ngôn lù. Đáp lại chỉ trích định kiến này, cụ nhị biến luôn gia tộc Uchiha thành lực lượng cảnh vệ làng lá, ép họ phải ở ngoài rìa làng, gần với những khu giam giữ tội phạm. Lợi thế ông nắm giữ là có tiền có quyền, nên thích làm gì cũng được. Cứ tưởng như thế sẽ giúp người nhà họ U có công ăn việc làm thay vì thất nghiệp, không rảnh rỗi quay lại phản bội như Madara. Đáng tiếc, cụ không những không thuần hóa được họ, lại còn khiến các thành viên Uchiha lập kế hoạch đảo chính sau này. Suốt quá trình làm Hokage, ngoài việc đưa ra chính sách cô lập Uchiha, ông cũng sáng tạo ra hệ thống đào tạo Shinobi như xây dựng học viện, hoạt động theo nhóm 3 người, đi cùng với đó là vô số nhân thuật lợi hại hay ho do ông tạo ra nhưng lại cấm con cháu sử dụng. Cái gì càng cấm thì bọn trẻ càng làm, mấy loại cấm thuật ông sau này được chúng sử dụng đại trà, thậm chí biến thành thuật quốc dân thường xuyên được dùng, điển hình như tạp giới chuyển sinh. Vì thế, người đời đặt cho ông biệt danh dần trời cấm thuật. Dù vậy, nhưng nàng ngáo lại chẳng biết lão này là lão nào, thậm chí thanh niên còn cho rằng mấy loại thuật bố nó sử dụng là do cụ nhị đi sao chép của bố nó. Cày không? Mà... cày chứ. Tiếp theo, tư tưởng anti Uchiha. Nếu ai đó hỏi tôi Tobirama ghét Uchiha như thế nào, thì tôi chỉ có thể diễn tả bằng một hành động. Sức mạnh đệ nhị vượt thời gian như là Doraemon và nó vô học như Nobita, lướt đằng đông, đánh đằng tây, nhây nhây phía bắc và dí kiếm thẳng vào người Izuna. Kể từ khi cụm lấy cái ghế từ tay Madara, Tobirama với tư tưởng mang lại hạnh phúc cho toàn bộ người dân bằng cách biến nhà Uchiha thành con nợ tư bản, tức làm cảnh vệ ấy. Ông muốn vận dụng nguồn sức mạnh gia tộc này, thắt chặt an ninh. Mặt khác, lo sợ thành viên nhà họ U sẽ đi theo con đường Madara phản bội làng, đệ nhị cũng đưa ra những chính sách kìm hãm tách biệt họ. Với 9 tháng, một người phụ nữ có thể tạo ra một nhà lãnh đạo, một kỹ sư, một nhà văn, một nhạc sĩ, một bác học, một triết gia, miễn là không phải cùng một lúc. Còn Tobirama trong 9 tháng cũng có thể tạo ra những con quái vật với đôi mắt đỏ chứa đầy hận thù, còn đáng sợ hơn cả anh Trung kiểm soát. Vốn mang bản tính của một shinobi nghiêm túc, à mỗi cuộc trò chuyện cụ vào thẳng con mẹ là vấn đề, không lòng vòng như Hải Phòng. Tại cuộc họp ngũ đại cường quốc đầu tiên,
cụ chỉ thẳng các mặt Kage, công khai đòi tiền bãi lộ đổi lấy những con pet nhiều đuôi vô cùng xịn sò. Cũng may lúc đó Hashirama làm Hokage, chứ để ông em nắm chắc 4 quốc gia còn lại liên minh với nhau, cả tộc Uchiha đã vào đập lẳng lá biết thế nào là số phận nhà chỉ dậu. Đối với cụ nhị, mọi thứ Rama, sự việc đều liên quan bắt nguồn từ Uchiha, như cụ bị ám sát, đỡ mở bọn Uchiha, chiến tranh nổ ra kéo theo lẳng lá, mạ bọn Uchiha. Không ai làm gì nhưng cụ vẫn cày cú, còn mạ cái bọn Uchiha này. Sáu các chiêu thức được cho là khắc chế lại kỹ thuật nhà họ U, như thủy độn phóng ra một lượng nước lớn mà không cần đến sông suối gần đó, nó kiểu dí cái đầu cắt moi vào nhà họ U luôn. Chiêu phi lôi thần thuật bay với tốc độ bàn thờ vượt qua tầm nhìn Sharingan, nó kiểu dí cái đùi bầu vào gia tộc nhà chữ U luôn. Cuối cùng, Anti Uchiha, chiêu thức mà nó mang tên là Anti Uchiha bởi vì cụ kỳ thị Uchiha chứ chẳng có con mợ gì khác. Nó kiểu dí cái đầu khắc vào nhận thức xã hội chủ nghĩa của bạn luôn. Nói một cách hoa mỹ thì từ tư tưởng đến bảng skill cụ sử dụng giống như một bản nhạc sáng tác chỉ dành cho Uchiha vậy. Xấu tư chất một nhà lãnh đạo tư bản chủ nghĩa thứ thiệt, cụ nhị khéo léo đặt ra những luật lệ cũng như không để thành viên họ U tham gia vào những chức vị quan trọng trong bộ máy chính quyền, ngay cả tổ chức Anbu. Phải là người siêu thiên tài như Itachi mới được phép gia nhập. Bên ngoài ai cũng cho rằng cụ biết lãnh đạo tạo ra công ăn việc làm cho hàng chục, hàng trăm người có con mắt đỏ trên mặt. Nhưng bên trong không khác gì một sự kỳ thị trá hình, một màn cách ly tập trung được giấu kín bởi những hành động mang đầy tính nhân văn như bảo vệ an ninh làng. Đối với Uchiha, đương đương là một gia tộc mạnh mẽ, giờ đây lại bị tách biệt ở ngoài rìa làng làm bảo vệ. Họ trở nên căm thù muốn lật đổ Konoha. Nhưng mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở suy nghĩ. Cho đến sau này, Obito là một pha phá đảo thế giới ảo bằng con cửu vĩ, gián tiếp hại chết vợ chồng đệ tứ, khiến Naruto mồ côi. Từ đó, mọi nghi vấn được đổ lên đầu nhà họ U. Chính vì thế, lòng căm thù dần chuyển từ suy nghĩ thành hành động. Chưa kịp thực hiện chiến dịch thì đã bị Itachi cho bay màu. Và điểm cuối cùng mà ta phải đề cập đến đó là vị Hokage tài giỏi nhất. Sau những gì tôi kể trên, nếu bạn nghĩ Tobirama tệ như vậy thì bạn sai. Trên thực tế, Tobirama được xem là Hokage tài giỏi, nếu không muốn nói là giỏi nhất lẳng lá. Cụ đã một tay xây dựng hệ thống ninja vững mạnh, đến các quốc gia khác cũng phải copy mô hình về bắt chiếc theo. Bên cạnh đó còn các cấm thuật mạnh mẽ. Thử hỏi, nếu lão nhị không sáng tác ra mấy chiêu như đa trọng ảnh phân thân thì na ngáo làm éo gì có ngày hôm nay. Đáng tiếc, mặc dù chiêu thanh niên tóc vàng sử dụng là của đệ nhị, nhưng nó lại tưởng của bố. Bên cạnh sự tài trí về một nhà tài phiệt, quân sư tài ba, shinobi tài giỏi, Tobirama thỉnh thoảng được xưng danh là được xưng là chúa tể Rama nhất làng. Nhưng tưởng mọi nguồn gốc dẫn đến việc Uchiha bị diệt vong, Itachi bỏ làng, Sasuke cũng bỏ làng, đến hai anh em đánh nhau để do Obito. Nhưng không, nguồn gốc sâu xa là từ cụ nhị, bởi các chính sách từ cụ đã khơi gậy lòng căm thù cho họ. Có một điều tớ chắc chắn là nếu không có chuyện như vậy thì đã không có màn bromance giữa hai thanh niên choảng nhau đến cụt tay tại thung lũng tận cùng. Nói cụ nhị ghét Uchiha hoàn toàn cũng không hẳn, bởi cụ cũng từng có một cậu học trò thuộc gia tộc họ Uchiha là Kagami. Hơn nữa, khi chứng kiến việc làm Itachi, cụ thật sự thán phục thanh niên này. Chưa kể đến, ở lần đối đầu với Madara, lão nhị cũng đã hỗ trợ không chỉ Naruto mà còn cả Sasuke. Vậy nên, tất cả những gì cụ làm là lo sợ một ngày nào đó Konoha sẽ xảy ra nội chiến. Phòng tránh việc đó, cụ đã lập ra các chính sách bắt ép. Điều này vô tình khiến Uchiha trở nên khó chịu mà ngay đến bản thân cụ cũng không hề hay biết. Cho nên, khi được Orochimaru thông não về 500 bài học tài chính kinh tế vĩ mô và tư tưởng chủ nghĩa xã hội, phải công nhận một điều, nhờ chính sách và đóng góp sáng tạo từ ông, làng lá đã phát triển cực kỳ mạnh và nhanh chóng. Thậm chí tại kỳ thi Chunin, các làng khác cũng phải công nhận thực lực đám Genin Konoha nhỉnh hơn một bậc so với phần còn lại. Tóm lại, các cụ có câu lắm tài thì nhiều tật, mọi thứ trên cuộc đời, mọi sự việc trong cuộc sống đối với tôi đều có nguyên do. Nhưng đối với Tobirama thì tất cả là tại Uchiha. Hết. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu triết lý của Tobirama, tất cả là tại Uchiha. Anh em thấy sao? Bọn tớ có tổng hợp đủ hết không? Có đủ hài hước để khiến anh em bật cười một chút hay không? Hãy comment phía bên dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé.
Như mọi khi, bọn tớ rất vui khi được ngồi đếm những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Cũng đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình tung ra trong tương lai. Tớ là Bi Huỳnh, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. See ya!